Trong hai ngày 7 và 8 tháng 10, Bộ Ngoại giao Indonesia đã tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Indonesia Châu Âu 2024. Sự kiện đã quy tụ hàng trăm doanh nhân, doanh nghiệp của Indonesia với các đối tác của châu Âu và được kỳ vọng sẽ mở ra thị trường thương mại mới cho Indonesia với các nước không phải là thành viên của Liên minh châu Âu EU. Và sau đây sẽ là phần phản ánh chi tiết của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại địa bàn. Với chủ đề thúc đẩy hợp tác kinh doanh Indonesia Châu Âu hướng tới phát triển kinh tế bền vững và công bằng hơn, các lĩnh vực ưu tiên hợp tác tại diễn đàn bao gồm công nghệ và đổi mới, phát triển kinh tế xanh, du lịch, công nghiệp sáng tạo và y tế. Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Indonesia Pahala Nugara Mansuri, trong 10 năm qua, giá trị tích lũy của thương mại giữa Indonesia và châu Âu đã vượt 370,5 tỷ đô la Mỹ. Ngoài lợi ích kinh tế, sự hợp tác giữa các doanh nghiệp Indonesia và châu Âu cũng có thể hỗ trợ tăng cường mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa các quốc gia. Trong khi đó, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Indonesia cho rằng sự kiện là cơ hội để các doanh nhân Indonesia tìm hiểu thị trường châu Âu một cách toàn diện hơn. Chúng tôi mong muốn có cơ hội tốt hơn đối với thị trường và các doanh nghiệp Indonesia để thúc đẩy hợp tác thương mại giữa hai bên, vì đây là mối quan hệ hợp tác có nhiều tiềm năng phát triển. Trong ngày khai mạc, nhiều biên bản thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực thiết bị y tế, dược phẩm, chăm sóc sức khỏe, năng lượng xanh được ký kết. Trong hai ngày diễn ra, diễn đàn được kỳ vọng sẽ đạt giá trị giao dịch thỏa thuận hợp tác kinh doanh 1 tỷ đô la Mỹ.